Chào mọi người, hôm nay mình mới làm về, bây giờ mình ra cái vườn rau của mình chút xíu ha. Đây, đây là trái dưa leo của mình nè, đó, nó mọc ra ha. Đây trái, thấy không? Bây giờ mình coi thêm nè. Cái là trái cà chua. Cái này nè, trái cà chua nè. Wow, trái này bự nè. À, nó hồng rồi nè, thấy không? Bên trong nữa kìa. Bên trong còn trái nữa kìa. Đây là mấy cây ớt nè. Ở Mỹ này á, cha mẹ á, đi làm tối ngày. Về đến nhà là mặt trời nó lặn xuống à, tham gia nhớ nhất là người làm móng tay á, đi làm móng tay á về đi sớm về khuya đó, đâu có thời gian đâu mà chơi với con. Mà không đi làm á thì á, là không có tiền trả tiền này tiền kia, đúng không? Tham gia đi cày tối ngày à, cày tối cày đêm cày ngày luôn đó. Giống như là cái giờ cái vụ mà ở New York á, có ba người trong gia đình á, mở 13 cái tiệm nail mà sao mà làm giấy được chính phủ á, lừa chính phủ đến mười mấy triệu luôn đó. Hôm nay á, là lên tivi rồi ra tòa bị bắt vô tù lấy hết tiền lại, nhưng mà vừa rồi chính phủ đưa trước 8 triệu đô la. Tại sao xong rồi chính phủ của Mỹ nó nghi ngờ xong đó là nó khóa ngân hàng lại, nó chưa không chuyển nữa, nó chuyển 8 triệu rồi. Nhưng mà trong ba chị em đã lấy được 2 triệu mấy rồi, tại vì người ta trả bằng W2 là cái tiền trừ thuế là mỗi lần ăn lương trừ, mà họ khai đến cho trả lương cho đến 30 mấy thợ luôn đó. Mà bây giờ là lòi ra là mướn người nước ngoài, chẳng hạn như ở Việt Nam mình đó, qua du học nè, rồi du lịch nè, rồi ở lại làm nail cho người ta, rồi người ta trả ở trong nhà đó. Là bây giờ tòa án bây giờ trừng trị cái tội này luôn, là dạng cái tội là gọi là tội gì á, tội là buôn bán người đó. Hôm nay tivi ở Mỹ á, nó đưa này. Ok bye của đi nào, để má đi cho đó. Bây giờ là bắt ba người này, không biết anh em ruột hay là anh em họ nữa đó. Để chính phủ đưa có 8 triệu thôi, xong chính phủ nghi ngờ, chính phủ ngừng khóa ngân hàng lại, bắt. Mà bây giờ bắt lâu rồi, nhưng mà bây giờ mới đưa ra tòa chính thức là đưa ra tù á. Đâm ra chính phủ nó cái vụ mà dịch bệnh này á, là chính phủ mới đầu chính phủ nó cho ăn gấp, nó cứu đói gấp. Nhưng ở sau mà cái cứu nạn xong á, bắt đầu á, là chính phủ nó mới ngồi nó tính toán lại cái giấy thuế là khai cho ai trả bao nhiêu đó. Bắt đầu nó mới tìm ra, nhiều người tham lắm, nhiều người tham ơi là tham lòng đây vô đáy luôn đó. Chắc không phải neo không đâu, mà tiệm nhà hàng nè, tóc nè, cái gì cũng có hết đó. Mà những người ăn tiền thất nghiệp nữa đó, là như vậy. Bây giờ không biết làm sao. Bây giờ mấy người đó là vô tù rồi đó, chắc chắn luôn đó, là cái tội gọi là lừa đảo chính phủ cứu đói mà đi lừa đảo chính phủ. Cái đó tội nặng lắm. Vậy anh Giang á không được đâu, chính phủ nó nguy hiểm lắm, có chạy về Việt Nam, đến sân bay Việt Nam á, Việt Nam cũng bắt giùm, chạy qua nước nào nó cũng bắt giùm á.
Mỹ nó cần cú điện thoại nó bắt đâu cũng được á, chạy đâu cũng bắt hết á. Nó đâm ra là mà nghe nói cái luật bây giờ Mỹ mà phạm tội gì á là nó đuổi thẳng về nước luôn á. Đó, đâm ra là sợ từng có phạt, phạt mà nó đuổi, nó có quốc tịch nó cũng đuổi, cỡ nào cũng đuổi á. Thôi hôm nay nói đến cái vụ đó, hôm nay nghe cái tin đó là thấy sợ rồi, đúng không? Mấy anh chị á, đừng, giờ em cũng sợ, đâu ra giờ đâu dám làm gì đâu, mình khai thành thật ra thôi. Nếu mà 13, cái gia đình ta có 13 tiệm nail đó, 13 tiệm nail ở New York á, là nhiều tiền lắm á, 30 mấy thợ, có thể một tiệm mấy 6-7 người, 70 mấy người, 17 cho 7 người, 5 người, đó. 13 tiệm là đánh cũng nhiều tiền lắm đó, mà sao họ làm sao mà chắc kiểu này họ ăn rơ với những người làm thuế với lại người trong ngân hàng, tại vì ngân hàng nó làm ra cho nó với được cái số tiền đó. Đó, còn đây em được có chút xíu à. Em được chút xíu, không đến đầu ngón tay đó, không đâu có ai được đâu. Thôi bây giờ em tạm biệt nha, ngày mốt có chuyện nói tiếp, tám tiếp ha. Thôi em đi về nha, bye.